Harry Won đăng story tâm trạng giữa đêm khiến người hâm mộ lo lắng. Bài đăng của bà xã Trấn Thành khiến nhiều người chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ Harry Won đột nhiên đăng tải nhiều dòng tâm trạng lên trang cá nhân vào lúc đêm muộn khiến nhiều người bất ngờ. Cô viết, sao cũng được, vẫn tiếp tục, sẽ tiếp tục. Nữ ca sĩ còn cho biết, thật ra tôi cũng biết tôi khá lì. Nhưng không lì là không sống được tới giờ á. Bài đăng của bà xã Trấn Thành lập tức gây chú ý và xôn xao cộng đồng mạng. Hiện những dòng chia sẻ này của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ quan tâm và lo lắng cho cô. Được biết, nữ ca sĩ vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Như Anh Đã Mong Chờ. Đây là lần trở lại của cô sau nhiều tháng điều trị bệnh liệt nửa mặt. Cách đây nhiều tháng, Harry Won cho biết cô bị đơ phần mặt bên trái, chỉ cảm nhận nụ cười ở một nửa khuôn mặt do bị liệt beo trái, dây thần kinh số 7. Vì vậy, nữ ca sĩ không dám cười nhiều vì sợ mặt bị méo. Việc này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô. Chia sẻ với báo chí mới đây về tình hình sức khỏe, Harry Won cho biết, dây thần kinh bên trái của tôi yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân có thể là do tôi bị stress nhiều, thiếu ngủ. Được biết, sau 3 tháng điều trị, hiện Harry Won có thể nở nụ cười thoải mái và sức khỏe đã dần bình thường trở lại. Trước đó, sau nhiều đồn đoán về việc đổ vỡ, trục trặc hôn nhân giữa cô và nam MC Trấn Thành thì cặp đôi đã công khai xuất hiện cùng nhau, xóa tan mọi tin đồn. Tới ngày 14 tháng 11, Trấn Thành đăng ảnh anh cùng bà xã Harry Won và bạn bè đi ăn tối tại một nhà hàng. Trong ảnh, Trấn Thành tươi cười rạng rỡ, còn Harry Won thì tạo dáng cực đáng yêu bên cạnh. Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện trong nhiều tháng gần đây.